Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Và đây là con xe bà chúa còn 19 cái máu thôi. Nhưng quay Long Kiếm và con xe thuộc về cho Băng. Băng còn con xe bà chúa đấy rồi. Điểm sáng lớn nhất của team Flash, Kuga một mình cân 4, mang về một ma hạ gục và một hỗ trợ. Một tình huống ép góc thông minh, và nó cũng cho thấy rằng bây giờ team Flash cũng đang có được những tình huống chớp thời cơ là cực kỳ ấn tượng rồi. Một cú bốc đến từ vị trí Usman để mở giao tranh, nhưng V Gaming cũng tốc biến lên với Banabi để mở ra sát vực và sẵn sàng đánh nhau bật lên cho mình bất tử ma thân và đang quẩy đến từ vị trí Maximus. Madrid hết bom rồi, Madrid chưa tạo ra đam, và khi Iki không có quá nhiều đam thì V Gaming cũng đang là hơi thiếu sát thương, nhưng Quang Hải đến vô được vị trí của NDCC, sau đó dính ba bương chảo của Maximus và cũng sẽ bị hạ gục ở ngay sau đó mà thôi. Kuga chống chịu được rất lâu, Kuga còn Amili và Kuga vẫn lùi về được sau khi chấm dứt được vị trí của Hoàng TD bằng một cách nào đó. Maximus và Kuga đã có một sự phối hợp ăn ý, phản công quét sạch các thành viên V Gaming và lấy đi cả ván đấu. Đã ra đầy đủ cả 5 người rồi, nhưng những đợt sóng lính nó vẫn đang vào liên tục. Và bây giờ có một tên lính ở khu vực đứng giữa đã lấy đi chiêu thức của Madrid rồi. Băng vào đến từ Xuân Bách và có rút ra được hay không? Đây câu trả lời là không. Khi mà Hoàng TD đã bắn quá tốt với những viên đạn liên châu của mình, V Gaming tìm thời điểm để có thể phản công, và những cú cắt đến từ Madrid vẫn đang đem lại rất phản nhiều hy vọng. NDCC cũng đã chạy được rồi. Bao phi tiêu dầu dịch dương đến từ vị trí của Medusa, và đội hình của V Gaming đang bị hủy diệt từng người một. Hút vào đến từ Kuga. Kuga có thêm một game super bền chất lượng nữa, và tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 1-3. Không có 4-0 nào ở trong trận đấu BO7 này, và các fan của Team Flash chờ gì nữa, lại share đi ngay thôi. Và đây sẽ là trận thi đấu gỡ gạc lại của Team Flash, và có lẽ fan hâm mộ của Team Flash có thể hài lòng. Nhấp nhả như trong sách giáo khoa, Zuka trong tay Băng mang về một cú quadra kill, quét sạch đội hình V Gaming. Giữa trận dù họ có mất đi nhiều trụ hơn, Hoàng TD đang là người bị tìm thấy. Anh ta dùng khiên phản tốc hơi sớm, Yiwei đang tới dí vào, và tổ vô tất từ Han để bảo vệ. Ở phần còn lại thì Bão Lá đang tới từ vị trí của Damaris rồi. Khoa không còn nhiều máu nữa, Băng lao vào xông sát thương chết được Quang Hải lần thứ hai. Bunny Hạo Nhiên trưởng không chính xác, ta bị kẹt lại sau khi dùng chiêu cuối không chính xác. Red tốc biến qua bên kia, cố gắng câu kéo. Hoàng TD bắn tất ở thời điểm này, nhưng Hoàng TD quá đơn độc cùng với cả Han nữa. Và tập thể của V Gaming đang mất đi quá nhiều người, Han sẽ là người tiếp theo. Anh ta chưa nằm xuống, nhưng Hoàng TD sẽ là người chết trước Han, và có thể Han sẽ là người thi đấu cuối cùng. Han chưa có một tình huống vật đổ vô tất nào thực sự hay ở trong ván thi đấu này cả, kể cả tình huống đẩy trụ ở đường dưới. Maris dù chỉ có một chấm máu vẫn bình tĩnh di chuyển khéo léo, câu kéo các thành viên bên Sài Gòn Phantom, mang về bàn gỡ hòa 3-3 cho V Gaming. V Gaming đang muốn lấy đi 3 đường đảm bảo được sự chắc chắn. Bật logo từ Quang hơi sớm, từ đó là Maris, anh ta chịu hơi nhiều đạm. Maris đã dính hơi nhiều đam trụ, và bây giờ Sài Gòn Phantom đang tìm góc đánh ra, nhưng Maris đã hạ gục Yiwei rồi, sẽ có đường lính siêu cấp thứ ba chẳng đây. Chưa cần thì Băng đã mất giáp bảo vệ, tỉnh lại thì Băng cố gắng quạt, vẫn quạt được vị trí của Bunny. Chưa có 3 đường, Sài Gòn Phantom đang đánh ngược trở ra, Red bắn được, và game thi đấu này vẫn còn. Tuy nhiên thì bây giờ lính vào, và cuối cùng V Gaming cũng đã hoàn tất 3 đường lính siêu cấp của họ rồi. 4-3, hai người của V Gaming thấp máu, họ có quyết định lao vào nữa hay không? Đây vẫn lao vào, Long Toái đến từ vị trí Utachi, ép góc Khoa, ép góc Red. Quang Hải muốn bắt vào Băng, lấy được giáp bóng bành của Băng rồi. Maris còn tồn tại trên bản đồ, ba đều và sẽ là 3 đều dành cho V Gaming. Băng đã cho thấy phẩm chất của một ngôi sao khi biết lên tiếng đúng lúc, cướp đi Seiza và cả ván đấu của V Gaming. Vẫn muốn lao vào, họ không muốn mất đi con Seiza bạo chúa này. Yiwei đang có tìm góc của để lao vào, nhưng ta chưa có góc. Và đây là con Seiza bạo chúa còn 19 cái máu thôi. Yiwei Long Kiếm và con Seiza thuộc về cho Băng. Băng còn con Seiza bạo chúa đây rồi. Quang Hải bây giờ mới quay được trở lại cùng bất tử ma thân của mình, đó là khi mà Băng đã bắt được vào vị trí của Elvis yếu máu. Hoàng TD cũng đang yếu máu, Hoàng TD bỏ chạy, Hoàng TD có chạy được hay không? Đây câu trả lời là không, khi mà Red liên tục được bắn với thon của mình, và Băng đã làm được, Red đã làm được với một cú double kill. Maris mất giáp bộ bệnh đây, truy đuổi bởi Yiwei. Đón xem đấu trên danh vọng mùa xuân 2022 trên nền tảng Buya Live để nhận những phần quà độc quyền trên sóng livestream. Buya, stream chất, chơi đỉnh. Like ngay fanpage cao thủ Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile eSports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu eSports đỉnh cao.